các đơn bào khác, rồi ký sinh trùng sốt rét, rồi giun sán, nhá, động vật chân đốt và vi nấm. Các em sẽ có 10 buổi. Thì hôm nay hai cái bài đầu tiên là đại cương về ký sinh trùng y học, và thứ hai là cái amip Anthemoeba histolytica. Các cái bài sau thì cô Kim Chi và cô Thăng sẽ trao đổi với các bạn. Rồi các bạn cũng sẽ có 4 buổi thực hành trong lab của trường tại khoa y dược ở làng Đại học Hồ Quý nhé. Đấy là cái chương trình của các bạn. Như vậy thì hôm nay chúng ta bắt đầu cái bài đầu tiên. Thầy chia sẻ lại. Bạn lớp trưởng, bạn Cường với bạn Nghĩa ghi dùm số điện thoại của thầy nếu mà trong trường hợp mà các chúng ta sẽ trao đổi cái bài học hôm nay, đại cương về ký sinh trùng y học. Cũng xin lỗi các bạn là cái thời gian delay từ buổi chiều sang buổi tối, tại vì chiều nay thầy có một cái phải ngồi hội đồng bên Sở Khoa học Công nghệ Đà Nẵng về một cái đề tài quan trọng áp dụng vào chương trình quốc gia, nên hơi đột xuất tí và có lỗi với các bạn là dời các bạn xuống làm mất thời gian buổi tối của các bạn. Nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng kết thúc khoảng 7 rưỡi là để thời gian cho các bạn nghỉ ngơi. Mục tiêu của cái bài học này là nêu được cái khái niệm về ký sinh trùng, ký chủ, quan hệ ký sinh trùng, ký chủ, trình bày được cái nội dung nghiên cứu của ký sinh trùng y học. Rồi các cái khái niệm thì tương quan giữa các sinh vật trong tự nhiên, thì các bạn là lớp IK20, các bạn vào đại học năm 2020 thì cái chương trình phổ thông nó rất gần với các bạn. Thì những cái thuật ngữ về sinh học thì các bạn đã được học trong cái chương trình phổ thông, thì nó cũng không phải là khó. Nhưng các bạn lưu ý một số cái thuật ngữ thầy sẽ nhắc lại và giải thích cho các bạn. Nhất là tương quan giữa các sinh vật trong tự nhiên, thứ nhất là cộng sinh, thứ hai là hậu sinh, và thứ ba là ký sinh. Em nói đi em. Slide của thầy có chạy, có đang chạy không ạ? Slide đang chạy, bên em nó không chạy hả? Dạ không ạ. Ok, thầy phải share lại, chắc có vấn đề gì rồi. Rồi, cảm ơn em, để thầy share lại rồi các bạn coi nhé. Bây giờ thầy rồi thế ạ. Bây giờ thấy rồi hả? Dạ vâng ạ. Thì nó đi đâu vậy? Để thầy phải kiểm lại. Thấy chưa? Các bạn có thấy nó chạy cộng sinh, hội sinh, ký sinh không? Theo cái nút bấm của thầy không? Hay là bị chậm? Bạn chỉ thấy cái tựa đề thôi hả? Dạ, thầy nó bị chậm thầy ạ. Nó bị chậm. Như vậy có khi thầy để ở cái chế độ này, cái chế độ không có rằng màn hình thì nó sẽ dễ coi hơn cho các bạn đúng không? Như vậy là các bạn thấy. Như vậy các bạn thấy được toàn bộ slide không? Dạ không ạ. Vẫn không thấy à? Do mạng hoặc là do cái phần mềm ta. Rồi làm sao để cho nó nhanh hơn cho các bạn? Các bạn thấy được chưa? Khi nào thấy được các bạn nói giùm thầy nhé. Thấy cái slide chưa? Dạ slide đang ở chỗ tương quan giữa các sinh vật trong tự nhiên thầy ạ. Rồi, các bạn thấy được cái nội dung bên dưới chưa? Dạ, thầy công tính hồi sinh thì chính. Rồi, ok. Thôi, thầy để chế độ này để cho các bạn dễ nhìn. Rồi, khi mà các bạn thấy cái slide mà nó không chạy, làm ơn thầy nói tới đâu mà slide nó không chạy, làm ơn nhắc giùm thầy nhé. Okay. Dạ. Rồi, tương quan giữa các sinh vật trong tự nhiên thì cộng sinh, tức là hai bên đều bắt buộc dựa vào nhau để tồn tại và phát triển. Thì một cái ví dụ điển hình mà các bạn cũng đã được học trong cái chương trình phổ thông đấy, tức là về vi nấm và tảo cộng sinh trong địa y. Thứ hai là cái phương thức hội sinh. Hội sinh tức là một bên có lợi, một bên không có lợi cũng không có hại. Ví dụ như vi khuẩn E. coli ở trong đại tràng hay là cái ruột già của người đấy, của con người chúng ta đấy,
thì đối với lại cái đa phần cái vi khuẩn E. coli này, nó sống ở trong, nó sống gọi là sống nhờ ở trong cái ruột của chúng ta, và nó tận dụng cái chất dinh dưỡng, nó là tận dụng chứ còn nó lấy chất dinh dưỡng của chúng ta, nhưng mà cơ bản cái đó nó không có ảnh hưởng đến cái sức khỏe con người trong điều kiện bình thường. Tuy nhiên trong một số cái điều kiện, nếu như cái sức đề kháng chúng ta giảm, thì một số chủng E. coli có thể lại gây bệnh. Nhưng mà đối với đa số thì đối với trường hợp hậu sinh này thì một bên là có lợi, tức là ở trong trường hợp này là vi khuẩn E. coli, và một bên là không lợi cũng không hại. Đấy là con người ở trong đa số các trường hợp. Còn ký sinh, ký sinh tức là một sinh vật sống bám thì hưởng lợi, còn một bên ký chủ thì bị thiệt hại. Ví dụ như dung đũa ký sinh ở trong ruột người. Đây là cái các bạn nhớ, ký sinh tức là chỉ cái sinh vật sống bám là hưởng lợi thôi, còn cái bên mà có chứa sinh vật ký sinh thì bị thiệt hại. Đấy thì đây là các loại gọi là cái phương thức của một số cái sinh vật mà chúng ta nghiên cứu trong cái học phần này. Đấy. Rồi ký sinh trùng học, cái khái niệm về cái ngành học thì đây là cái ngành nghiên cứu về các cái sinh vật sống bám lên bề mặt hay bên trong của một cái sinh vật khác. Có thể cái việc này là tạm thời hoặc là vĩnh viễn, tức là sinh vật có thể sống từ giai đoạn đầu cho đến cuối của một cái chu kỳ của nó, hoặc là nó chỉ có một phần ở trong cái chu kỳ phát triển của sinh vật. Đấy, tức là có thể tạm thời hoặc là vĩnh viễn. Thì nó nhằm là nó có chỗ trú ẩn và nguồn thức ăn để sinh sống. Thì đồng thời cái ngành học này á, là lượng ký sinh. Đấy, đó là cái ngành chúng ta đang trao đổi về cái ngành học ký sinh trùng, tức là một cái ngành lớn không chỉ là các sinh vật liên quan đến người, mà còn có thể liên quan đến động vật hoặc là thực vật, những cái sinh vật ở trong tự nhiên. Còn cái chúng ta tập trung trong cái học phần này là ký sinh trùng y học, tức là chúng ta sẽ nghiên cứu những cái ký sinh trùng liên quan đến người và tìm những đặc điểm y học của chúng, có ý nghĩa y học của chúng, và giải quyết cái mối quan hệ giữa ký sinh trùng và người. Đồng thời thì chúng ta sẽ tìm các biện pháp phòng chống. Các bạn lưu ý với các bạn ở đây, tức là đây là nghiên cứu những ký sinh trùng ở người. Tuy nhiên một cái nghĩa hiện tại, còn cái nghĩa mà các bạn để ý là nó sẽ rộng hơn một tí. Và ở đây thì nhấn mạnh đó là ký sinh trùng liên quan đến người, bệnh của người. Tại vì như các bạn thấy, đối với các lab hiện tại của Việt Nam và những cái lab tiên tiến của thế giới, tức là Việt Nam thì mới đây thì bắt đầu quan tâm đến những loại ký sinh trùng mà nó ở động vật, có thể gây ra cái bệnh động vật lây lan sang người. Đấy, thì đây là một cái vấn đề các bạn để ý, để các bạn thấy rằng có những bác sĩ thú y nhưng mà họ nghiên cứu cái ký sinh trùng thực sự, ký sinh trùng đó nó liên quan đến con người, thì nó vẫn là cái ký sinh trùng y học, cái ngành ký sinh trùng y học nha các bạn. Đôi khi chúng ta phải có thông tin về các cái loại ký sinh trùng mà có liên quan giữa động vật với người. Rồi khái niệm về ký chủ. Ký chủ tức là sinh vật có cái ký sinh trùng sống bám, thì cái ký chủ có thể là ký chủ chính hoặc là ký chủ phụ. Ký chủ chính thì là cái sinh vật mà ký sinh trùng sống, ký sinh trùng đó nó trưởng thành và nó sống bám với cái tần suất nhiễm cao nhất. Còn ký chủ phụ tức là cái ký chủ mà nó chứa ký sinh trùng trưởng thành với tần suất nhiễm thấp. Các bạn để ý những cái thuật ngữ này, ký chủ chính và ký chủ phụ. Tức là đối với ký chủ chính là tần suất nhiễm của ký sinh trùng ở ký chủ đó là tần suất nhiễm cao nhất, còn phụ là tần suất nhiễm thấp. Ví dụ ở đây là trâu bò là ký chủ chính của cái sán lá gan Fasciola gigantica. Đây là cái loại sán mà nó
ký sinh chủ yếu ở gan của trâu bò. Tuy nhiên, trong một số trường hợp thì nó nhiễm vào người, nên người chỉ là cái ký chủ phụ nhé. Và khi nhiễm vào người thì nó gây bệnh cho người. Cái khái niệm nữa đó là tàn chủ. Tàn chủ tức là cái động vật trong tự nhiên nó có mang cái ký sinh trùng của người. Ví dụ như là mèo hoang là tàn chủ của sán lợn Clonopsis sinensis nhé. Đấy. Rồi trung gian truyền bệnh. Trung gian truyền bệnh hay gọi là vector, tức là nó là côn trùng hoặc là thân mềm mang ký sinh trùng và truyền từ người này sang người khác. Ví dụ thì nó dễ rồi phải không các bạn? Các bạn biết là rất là nhiều cái vector, trong đó có côn trùng và động vật chân khớp. Một số vector khác thì chúng ta trong các cái bài tiếp theo thì thầy sẽ trao đổi với các bạn một cái ví dụ cụ thể để cho các bạn dễ thấy, đó là trung gian truyền bệnh của ký sinh trùng sốt rét là gì các bạn? Chính là cái mũi Anopheles nhé. Tức là mũi, nôm na ở đây mũi là trung gian truyền bệnh, là một loại côn trùng trung gian truyền bệnh của ký sinh trùng sốt rét, tức là truyền bệnh từ người này sang người khác. Đấy. Còn cái khái niệm người lành mang mầm bệnh, bây giờ các bạn sang năm thứ hai bắt đầu các bạn học những học phần về cơ sở liên quan đến chuyên ngành thì các bạn sẽ làm quen với những thuật ngữ người bệnh rồi người lành mang mầm bệnh. Thì cụ thể ở đây trong khuôn khổ của ký sinh trùng, tức là cái người mà nó có mang ký sinh trùng nhưng mà nó không có biểu hiện bệnh lý thì gọi là người lành mang mầm bệnh. Cụ thể ở đây là mang loại ký sinh trùng nhưng mà ở một cái giai đoạn nào đó nó không có gây bệnh cho con người, tức là tạm thời sống hòa bình ở trong cái giai đoạn đấy. Đấy, rồi trong các cái bài tiếp theo thì cái loại ký sinh trùng nào có thể gây ra cái tình trạng người lành mang trùng hay là người lành mang mầm bệnh thì thầy sẽ trao đổi với các bạn. Ví dụ là cái người mang bào nang amip thì trong bài kế tiếp thì thầy sẽ trao đổi. Rồi các cái khái niệm. Dạ thầy ơi. Em nói đi. Dạ phiền thầy cho em hỏi cái khái niệm về tàng chủ ấy ạ. Thì em tìm hiểu thì có một cái khái niệm nữa là lạc chủ. Thì em không biết là cái tàng chủ với cái lạc chủ thì nó có giống nhau không ạ? Lạc chủ ở đây em có thấy cái slide đó không? Slide tiếp theo không? Dạ em thấy rồi ạ. Rồi lạc chủ thì nó ở cái khái niệm sao? Cái phần này các bạn sẽ trao đổi với các bạn để các bạn nghiên cứu nhé. Tức là một số cái khái niệm khác về ký sinh trùng, đây là một cái các bạn sẽ tự học cái phần này với một số cái gợi ý. Thứ nhất là đối với tình trạng ký sinh thì người ta chia làm ký sinh trùng bắt buộc và ký sinh trùng tùy nghi. Còn cái khái niệm như thế nào là ký sinh trùng bắt buộc, ký sinh trùng tùy nghi thì các bạn sẽ tìm hiểu nhé. Cái thứ hai là ở cái vị trí ký sinh trên cơ thể động vật như thế nào là nội ký sinh và như thế nào là ngoại ký sinh. Thì tương tự sinh vật ký sinh thì người ta gọi là nội ký sinh trùng và ngoại ký sinh trùng. Ví dụ ở đây có hai cái hình cho các bạn thấy. Ví dụ cái hình này là dung ở trong cái ruột của người. Còn ở đây là những cái con ve nó ở trên, bám trên cái da lông của một con chó. Đấy, thì các bạn thấy phân biệt cho thầy những cái khái niệm như thế nào? Ký sinh, nội ký sinh trùng, ngoại ký sinh trùng. Rồi một cái khái niệm nữa đối với lại cái gọi là những cái vị trí khác nhau. Tại vì ký sinh trùng có những loại nó sẽ có một cái ái tính đặc biệt. Khi nó nhiễm vào một cái ký chủ thì ở một cái vị trí hoặc là một cơ quan nội tạng đặc biệt. Còn khi tức là nó có ái tính cao và đó là môi trường tốt để cho nó sinh sống phát triển. Tuy nhiên trong một số trường hợp thì nó đến những cái vị trí khác, những cái tạng khác. Đấy. Rồi cái thứ hai nữa là cái cuối cùng là cái gọi là cái ký chủ. Thì một loại ký sinh trùng có thể là nó
thường xuyên ở một cái ký chủ, tuy nhiên ở trong một tình huống nào đó nhiễm vào một cái chủ khác, ký chủ này không phải là ký chủ thường xuyên của nó vẫn tồn tại được, nhưng mà nó sẽ kết thúc cái vòng đời ở một cái ký chủ khác. Thì người ta gọi cái tình trạng, tại vì cái câu hỏi của em đã thầy giải thích thêm cái về cái lạc chủ, cái tình trạng đó là cái tình trạng ký sinh trùng lạc chủ nhá. Ví dụ như cái loại ký sinh trùng là nó một cái loại sáng, nó ở chỉ ở trâu bò. Trong một tình huống nào đó thì do chúng ta nhiễm cái ấu trùng hoặc là cái trứng dung sáng đấy, nó bị nhiễm sang người, thì nó sẽ kết thúc cái vòng đời, tức là cái ký sinh trùng trưởng thành ở đó nó sẽ không có tiếp tục được cái quá trình là lây từ cái ký chủ này sang ký chủ khác được nữa, tức là lạc chủ là nó đi vào thông thường, đó là gọi là đi vào cái ngõ cụt đó, thì nó kết thúc vòng đời ở đó, thì người ta gọi cái tình trạng đó tình trạng lạc chủ đó. Và cái ký chủ đó là gọi là ký chủ lạc chủ nha. Một số cái nội dung nghiên cứu của ký sinh trùng y học thì đây là cái nội dung, những cái nội dung trong cái ngành khoa học ký sinh trùng y học, cái chuyên ngành, tức là chúng ta sẽ nghiên cứu về, đối với ký sinh trùng y học thì chúng ta nghiên cứu về đặc điểm của ký sinh trùng, rồi mối quan hệ giữa ký sinh trùng và ký chủ, dịch tễ các bệnh do ký sinh trùng gây ra, và cái vấn đề chẩn đoán điều trị cũng như là phòng chống các cái bệnh do ký sinh trùng nha. Rồi thì xuyên suốt các bài học sắp tới thì các bạn sẽ được tiếp cận theo cái hướng của những cái bài học, những cái chuyên đề về những cái ký sinh trùng cụ thể, thì chúng ta sẽ tiếp cận những vấn đề này, tức là đặc điểm của ký sinh trùng đó, mối quan hệ của nó đối với ký chủ, rồi dịch tễ, chẩn đoán điều trị, tức là vai trò trong y học của ký sinh trùng đó. Về đặc điểm của ký sinh trùng thì có đặc điểm về hình thể, đặc điểm về sinh lý và đặc điểm về sinh thái. Về hình thể, ví dụ như kích thước bao nhiêu, hay là cái hình đó hình tròn, hình bầu dục, vân vân. Đặc điểm về sinh lý, ví dụ như dinh dưỡng, chuyển hóa, hay là quá trình sinh sản của nó như thế nào. Rồi đặc điểm sinh thái, tức là cái mối quan hệ của cái sinh trùng đó với môi trường. Và một cái đặc điểm nữa, đó là vòng đời. Vòng đời của cái sinh trùng là quá trình phát triển từ khi là mầm bệnh, sinh vật đầu tiên, cho tới khi lại sinh ra những mầm bệnh mới tạo ra cho thế hệ sau. Yeah. Đây là gọi là vòng đời của một ký sinh trùng. Thì ở đây nó có các kiểu vòng đời. Như các bạn thấy, có những loại ký sinh trùng thì vòng đời nó chỉ có một ký chủ và nó có giai đoạn phát triển ở ngoại cảnh. Nó chỉ có một ký chủ thôi, một số giai đoạn nó ở trong ký chủ và một số giai đoạn nó ở ngoại cảnh. Đây. Tiếp theo là vòng đời, kiểu vòng đời có hai ký chủ, thì hai ký chủ thì nó sẽ có ký chủ chính và ký chủ phụ. Rồi vòng đời có nhiều ký chủ thì nó nhiều hơn hai ký chủ, thì nó cũng chỉ có một cái ký chủ chính và cái chủ phụ, thì nó có cái chủ phụ 1, 2 nhá. Rồi mối quan hệ giữa ký sinh trùng và ký chủ. Alo, các bạn có thấy được slide không? Thấy được đầy đủ slide không? Có đấy. Rồi, ok. Cảm ơn em. Rồi, các cái mối quan hệ giữa ký sinh trùng và ký chủ. Thì đối với ký sinh trùng thì nó là sinh vật sống bám, và đối với ký chủ là sinh vật chứa ký sinh trùng, chứa cái sinh vật sống bám. Tuy nhiên, nó sẽ có cái tác động qua lại.
Thì đầu tiên là tác động của cái sinh vật sống bám đến ký chủ hay là vật chủ. Các bạn ở đây cái thuật ngữ vật chủ hay ký chủ thì nó là tương đương, nó là thuật ngữ tương đương. Nên các bạn để các bạn có thể đọc nhiều sách này sách kia hay là tài liệu này tài liệu kia thì có thể các bạn thấy là một số là ký chủ, một số vật chủ không vấn đề. Nó là một là thuật ngữ tương đương nha các bạn. Nên thầy để ở đây cho các bạn thấy. Rồi tác động của cái sinh trùng đến vật chủ hay là ký chủ đấy thì đầu tiên á là chúng ta dễ mường tượng dễ thấy đó là ký sinh trùng nó chiếm cái chất dinh dưỡng của ký chủ. Rõ ràng ví dụ như những cái loại chung sáng nó sống ở trong ruột người thì chắc chắn là nó lấy dinh dưỡng từ trong ruột người để nó phát triển. Thứ hai là ký sinh trùng nó có thể gây độc cho ký chủ và nó có thể gây hại do cái tác động cơ học. Thì cái này nó cũng không khó để các bạn mường tượng. Ví dụ như là các bạn thỉnh thoảng các bạn sẽ nghe, các bạn thấy là có cái tình trạng gọi là dung chui ống mật, đúng không các bạn? Thì dung bình thường nó có thể ký sinh trong cái ruột người như vậy, có thể nó không có gây triệu chứng, không có gây ảnh hưởng. Tuy nhiên có một số trường hợp dung nó lại chui vào trong cái ống mật và nó gây tắc mật. Lúc đó nó gây ra cái tắc nghẽn cơ học và tình trạng đó gây ra cái biểu hiện lâm sàng trầm rộ, ví dụ như đau nhói ở cái vùng hạ xương phải, rồi gây ra tắc mật và gây ra những cái biến chứng khác, ví dụ như nhiễm trùng, bội nhiễm đấy, tức là gây tác hại và tác động cơ học. Rồi có thể như cái ví dụ trên, ví dụ như nó tắc mật lâu thì nó mở đường cho cái tình trạng bội nhiễm vi khuẩn đó, hoặc là một số trường hợp cái loại dung sáng đặc biệt, ví dụ như là dung lương, nó thường là nó nhiễm ở những cái người có cơ địa suy giảm miễn dịch, ví dụ như cơ địa HIVS hay là những cái người đái tháo đường, tức là tình trạng miễn dịch kém, thì cái tình trạng nhiễm dung lương thông thường là nó kéo theo những cái vi khuẩn, ví dụ như là vi khuẩn gram âm cụ thể như là E. coli, thì nó có thể gây ra tình trạng nhiễm vào vi trùng vào trong máu và nó gây ra tình trạng nhiễm trùng máu hay là nhiễm trùng huyết đấy. Rồi ký sinh trùng nó có thể tăng tính cảm thụ đối với một số bệnh khác, ví dụ như cái cơ địa dị ứng thì khi tình trạng nhiễm thêm dung sáng thì có thể nó làm cho tần suất biểu hiện của mày đây hay là một số biểu hiện như ngứa da nó sẽ tăng lên khi chúng ta điều trị ổn. Điều trị loại trừ được cái ký sinh trùng thì cái tình trạng dị ứng đó nó giảm hay nó cải thiện rõ. Đấy. Đó là một số cái tác động của ký sinh trùng đến vật chủ. Đây là phía ký sinh trùng đối với vật chủ. Cái thứ hai là mối quan hệ giữa ký sinh trùng với vật chủ. Đấy, khi mà ký sinh trùng nó tấn công ký chủ hay là vật chủ đấy thì với những cái tác động vừa trình bày ở trên thì ngược lại ký chủ hay là vật chủ sẽ có cái đáp ứng, sẽ có phản ứng lại bằng cái đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu hoặc là đáp ứng miễn dịch đặc hiệu. Ở đây các bạn thấy miễn dịch không đặc hiệu, ví dụ nó có hai cái yếu tố tế bào và yếu tố thể dịch. Tức là không đặc hiệu là có thể cái ký sinh trùng hoặc nó không phân biệt cái loại nào, ký sinh trùng hoặc là vi trùng thì em nói đi em nghe được. Slide không chạy thôi. Slide không chạy hả? Ok. Em thấy chưa? Thấy slide chưa? Slide đang ở chỗ mối quan hệ giữa ký sinh trùng và vật chủ và vi trùng. Nhưng mà cái phần dưới nội dung phía dưới các em thấy chưa? Đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu, đặc hiệu thấy chưa? Dạ chưa ạ. Đang ở slide số 15 thầy. Ok. Các em thấy chưa? Tác động của ký chủ đến ký sinh trùng các em thấy chưa? Slide số 16. Rồi. Ok. Rồi các bạn nhớ nhắc giùm thầy, xin lỗi nó mạng đôi khi nó trục trặc. Ok, rồi tác động của ký chủ đến ký sinh trùng thì đối với cái miễn dịch mà không đặc hiệu đó thì nó có yếu tố tế bào và yếu tố dịch thể. Yếu tố tế bào là các cái tế bào tại chỗ hoặc là lưu động thì nó có cái trạng thái là thực bào, nó đốt hoặc là tiêu diệt ký sinh trùng.
ẩm bào, hút, trung hòa, chất độc. Rồi đối với yếu tố thể dịch thì như các bạn thấy là cái axit béo da hay là cái axit ở dạ dày, bổ thể là interferon, hay là tế bào diệt tự nhiên TNF vân vân. Thì đây là những cái đáp ứng không đặc hiệu của cơ thể, nó sẽ phản ứng lại đối với lại gần như là bất kỳ cái loại sinh vật hay là cái vật lạ nào xâm nhập vào cái cơ thể chúng ta. Tức là hàng rào này là hàng rào không đặc hiệu, hàng rào tự nhiên. Rồi cái thứ hai là đáp ứng miễn dịch đặc hiệu, thì nó có yếu tố tế bào, yếu tố thể dịch. Thì yếu tố thể bào ở đây là tế bào, ở đây là lympho T, phải yếu tố thể dịch. Hello, các bạn nào có ý kiến gì không? Dạ không ạ. Chắc là bạn nào lỗi mic hả? Ok, sao các bạn tắt giùm mic, bạn nào đấy lỗi mic tắt giùm thầy. Rồi yếu tố miễn dịch đặc hiệu thì yếu tố tế bào và yếu tố dịch thể này, tức là đối với từng cái loại tác nhân cụ thể, ví dụ như là dung lương hay là dung đũa, thì cơ thể sẽ có quá trình cái miễn dịch của cơ thể, hệ miễn dịch cơ thể nó quá trình tiếp xúc, tiếp cận và nó có thời gian để nó sinh ra, có thể đáp ứng sớm ví dụ như lympho hoặc là đáp ứng muộn hơn thì nó sinh ra cái kháng thể để nó chống lại một cái tác nhân đặc hiệu. Đấy, thì đó là cái miễn dịch đặc hiệu. Thì các phần này các bạn cũng sẽ học cái có một cái học phần liên quan, không biết các bạn cuối năm 2 hả, các bạn sẽ được học cái học phần miễn dịch đúng không? Rồi các bạn thấy cái slide 17 chưa? Dạ rồi ạ. Rồi cảm ơn em. Rồi cái tác động qua lại thì ký sinh trùng đánh vào ký chủ phản ứng ngược lại ký sinh trùng thì nó sẽ tác động tương tác qua lại, thì lúc đó ký sinh trùng nó sẽ có về đấu tranh sinh tồn, nó sẽ có những cái đáp ứng để nó chống lại cái miễn dịch của ký chủ. Thì nó có những cái phương thức gì, ví dụ như ở đây là né tránh ký sinh trùng đó, né tránh cơ quan miễn dịch, ví dụ như chui vào tế bào mô hay là ống tiêu hóa, hay là nó tạo nang. Nó tạo cái nang thì cái vỏ ngoài đó thì làm cho những cái tiếp cận, ví dụ như axit dạ dày, nó không làm hư hại cái nang, không làm tổn thương đến cái cơ thể nó. Hoặc là nó chui vào để nó trốn tránh những cái tác động của miễn dịch của chúng ta, hoặc là tiết ra những cái chống lại cái đáp ứng miễn dịch, hoặc là thay đổi cái kháng nguyên, hoặc là ngụy trang bắt chước kháng nguyên chung với ký chủ. Thì cái khái niệm về kháng nguyên, kháng thể trong cái học phần miễn dịch thì các bạn sẽ được học, nhưng mà cái cơ bản ở đây, nôm na ở đây, kháng nguyên và kháng thể nó giống như chìa khóa và ổ khóa. Đấy, thì nếu như nó thay đổi kháng nguyên thì cái chìa khóa, tức là cái kháng thể của cơ thể chúng ta sinh ra trong cái lần tiếp xúc trước, thì khi mà ký sinh trùng nó thay đổi cái kháng nguyên thì tức là giống như thay đổi cái ổ khóa, thì cái chìa khóa nó không mở được nữa. Đấy, tức là cái nôm na là vậy. Còn có những sinh vật thì nó ký sinh trùng thì nó bắt chước cái kháng nguyên chung với ký chủ, tức là nó thay đổi làm sao cho nó giống cái kháng nguyên của ký chủ. Thì nếu như trong có hai tình huống, hoặc là hệ miễn dịch của chúng nó khi mà nó nhận ra cái kháng nguyên này nó giống với kháng nguyên của cái bản thân của cơ thể chúng ta, thì nó xem đó là bạn chứ không phải là thù, thì nó không có đáp ứng. Hoặc là cái tình huống thứ hai là nó sinh ra kháng thể, nó chống lại cái kháng nguyên này và vô tình nó gây tổn hại đến chính cái tế bào chúng ta. Rồi thì đấu tranh qua lại, cái mối quan hệ đấu tranh qua lại giữa ký sinh trùng và ký chủ thì nó sẽ có cái kết quả, cái kết quả gọi là sinh vật ký sinh hay là sinh vật chứa cái sinh trùng đó, hay là một bên là ký sinh trùng, một bên là vật chủ hay ký chủ, bên nào mạnh hơn thì nó sẽ gây ra, bên nào một bên mạnh một bên yếu thì nó sẽ gây ra những cái hậu quả. Ví dụ như ở đây ký sinh trùng yếu, ký chủ mạnh, thì chắc chắn cái sinh trùng này nó bị loại bỏ,
tức là nó bị tống ra ngoài cái chủ, hoặc là nó bị tiêu diệt luôn. Còn ở một cái trạng thái cân bằng, tức là hai bên mạnh như nhau, hoặc là hai bên tạm thời là không có đánh nhau, thì tình trạng này nó là tình trạng người lành mang mầm bệnh, tức là ai sống phần ai, nó không có tổn hại nhau, đấy là tình trạng cân bằng. Thì cái bản thân cái người có thể lây truyền cho người khác, nhưng mà bản thân người đó thì ở cái giai đoạn cụ thể đó thì không có biểu hiện bệnh. Rồi ở tình trạng là ký sinh trùng mạnh, ký chủ yếu, thì nó gây ra tình trạng bệnh do ký sinh trùng nhá. Tức là lúc đó là ký sinh trùng nó mạnh hơn, nó gây tổn hại đến ký chủ, ví dụ ở đây cụ thể là người, thì lúc đó nó sẽ có cái biểu hiện trên lâm sàng, ví dụ như giun, nó gây ra cái giun ở đường ruột thì nó gây ra cái tình trạng đau bụng đấy. Hoặc là như cái tình trạng lúc nãy thì ví dụ tình trạng nặng nề, ví dụ như giun chui ống mật, thì rõ ràng là ở một cái giai đoạn nó phát triển mạnh, nó mạnh hơn thì nó gây ra cái bệnh lý cho cơ thể chúng ta. Rồi dịch tễ học bệnh ký sinh trùng, các bạn thấy được slide dịch tễ học bệnh ký sinh trùng chưa? Rồi, dạ rồi ạ. Ok, tốt, cảm ơn các em. Thì cái dịch tễ học thì người ta, đối với bệnh ký sinh trùng thì người ta sẽ nghiên cứu cái nguồn bệnh, tức là nguồn chứa hay là cái mang mầm bệnh, và cái yếu tố trung gian hay là cái đường lây, tức là cái từ người hay là cái vật mang mầm bệnh sang cái người lành hay là cái người chưa mắc bệnh đó, hoặc là từ ngoại cảnh vào người, hoặc là qua vector hay là qua cái trung gian truyền bệnh. Thì lần lượt ở những cái chuyên đề sắp tới, đối với từng cái loại ký sinh trùng thì các bạn sẽ cùng trao đổi với các thầy cô về cái các yếu tố này, nguồn bệnh hay là yếu tố trung gian, ví dụ như loại ký sinh trùng nào là từ ngoại cảnh sang người, phương thức nó như thế nào, hay là loại nào là từ vector. Rồi cái yếu tố khấu cảm thụ, tức là đối với lại cái người tiếp nhận. Rồi các yếu tố tác động khác, như ví dụ yếu tố tự nhiên, môi trường, kinh tế, văn hóa xã hội, thì cái thông thường cái này là nó nằm trong cái dịch tễ bệnh học nhiễm trùng nói chung, ví dụ như là cái tình trạng nhiễm cháy rận, có thể nếu mà cái vệ sinh kém thì cái tần suất nó nhiều hơn. Ví dụ trước đây các bạn thấy là những cái bệnh như là ghẻ hay là cháy rận ở các cái trường hợp điều kiện vệ sinh kém thì cái tần suất nó sẽ nhiều hơn. Còn nếu mà vệ sinh tốt thì chúng ta hạn chế được khá là nhiều. Và ngày nay các bạn thấy là đa phần ở các nơi, ở các vùng nông thôn của chúng ta, không nói thành thị, thì nông thôn của chúng ta đã phần lớn là các bạn không thấy được cái ghẻ. Thì tuy nhiên một số nơi các bạn đi vào, nếu các bạn trong quá trình học đại học các bạn có đi tình nguyện đến những cái vùng sâu vùng xa, thì các bạn sẽ vẫn còn thấy là một cái cộng đồng, một cái quần thể nào đó do cái thói quen có thể là còn nhiều cái các bạn sẽ bắt gặp nhiều người bệnh mắc bệnh ghẻ. Đây là một trong những cái ví dụ về yếu tố tác động của tự nhiên đối với dịch tễ học của một cái bệnh ký sinh trùng các bạn. Rồi chẩn đoán một cái bệnh ký sinh trùng, thì đây là bài các bạn xem như là đầu tiên về cái hệ gọi là cái module về bệnh nguyên của các cái bệnh lý nhiễm trùng hay là bệnh lý truyền nhiễm. Rồi sau này các bạn sẽ được học lên năm thứ năm, các bạn sẽ được học về cái lâm sàng hay là cái module của bệnh nhiễm, thì các bạn sẽ được trao đổi kỹ hơn. Và các bạn cũng bây giờ thì các bạn bắt đầu với cái module bệnh nguyên hay là nguyên nhân nhiễm trùng hay là tác nhân gây nhiễm trùng đấy, thì các bạn cũng nhớ những cái bắt đầu làm quen và nhớ những khái niệm chuyên ngành. Tức là để chẩn đoán một cái bệnh nhiễm trùng, có thể nhiễm vi sinh, có thể nhiễm vi trùng, vi khuẩn, virus, vi trùng với vi khuẩn là một các bạn. Vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm,
Thì có thể, tức là một cái bệnh nhiễm như vậy thì người ta sẽ, để chẩn đoán người ta sẽ dựa vào các cái biểu hiện lâm sàng. Lâm sàng thì nó có những cái triệu chứng, những cái dấu hiệu. Thì sắp tới các bạn học về cái về cái tiền lâm sàng, thì một dịp nào đó thì sẽ cùng các thầy cô sẽ trao đổi với các bạn như thế nào là cái triệu chứng, như thế nào là dấu hiệu, rồi trong phần tiếp cận các triệu chứng học vào năm thứ ba thì các bạn sẽ được học nha. Tức là cơ bản có những cái biểu hiện lâm sàng nôm na như các bạn thấy, các bạn nó cũng không phải là cái thuật ngữ khó đó với các bạn. Ví dụ như triệu chứng như là đau bụng, cảm giác đau bụng đấy, hay là sốt, ví dụ vậy. Rồi đó là cái biểu hiện lâm sàng, đó là cái yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là yếu tố dịch tễ. Dịch tễ thì bao gồm có nguồn lây, rồi cái tiếp xúc. Ví dụ như cái người nhiễm dung sáng nào đó thì người ta quan tâm đến yếu tố là người đó có ăn gỏi sống, cá, thịt gì đấy, hay là ăn rau sống. Tức là yếu tố có liên quan đến cái chu trình phát triển của ký sinh trùng, yếu tố dịch tễ liên quan nhé. Rồi cái thứ ba là xét nghiệm. Xét nghiệm thì đối với một người có nghi ngờ có yếu tố dịch tễ, có lâm sàng, có triệu chứng nghi ngờ một cái loại dung sáng nào đó, thì người ta định hướng, người ta sẽ làm cái xét nghiệm để khẳng định. Ví dụ như chẩn đoán nhiễm dung đũa thì người ta sẽ tìm cái trứng dung ở trong phân. Ví dụ như nhiễm dung kim thì người ta sẽ có cái thủ thuật để bắt cái dung kim ở vùng rìa hậu môn. Ví dụ vậy. Rồi để xác định ở trong phòng thí nghiệm, chúng ta sẽ gọi là định danh đó là loại ký sinh trùng gì. Rồi những cái xét nghiệm về miễn dịch học, ví dụ như phần này, ví dụ như là cái khi mà nhiễm sán lá gan hay là một cái loại dung lương, dung dung đuổi chó vân vân, như các bạn nó cũng không phải là xa lạ như các bạn thấy. Thì một số người người ta nghi ngờ hoặc là người ta tầm soát thì người ta thể làm cái xét nghiệm kháng thể, tức là gián tiếp, tức là những xét nghiệm về miễn dịch ELISA thì gián tiếp phát hiện ra cái ký sinh trùng mà cái người đó có nhiễm. Rồi nuôi cái ký sinh trùng hay là gây thì và sinh học phân tử thì đa phần những ba cái kỹ thuật cuối cùng này thì thông thường là ở trong cái phòng thí nghiệm dùng cho nghiên cứu nhiều hơn. Còn trong thực tế để chẩn đoán một bệnh ký sinh trùng thì những kỹ thuật này phức tạp, thời gian có kết quả chậm và nó tốn kém. Ví dụ như sinh học phân tử thì tốn kém hơn nhiều, nên thành ra là ít sử dụng ở trong việc chẩn đoán trong thực tế. Còn cái trong thực tế, trong cái chuyên ngành của chúng ta, nếu các bạn ứng dụng trong cái ngành của mình, trong bác sĩ của mình, thì các bạn sẽ tiếp cận, sau này các bạn sẽ tiếp cận với các kỹ thuật ký sinh trùng, xét nghiệm ký sinh trùng và xét nghiệm miễn dịch. Còn các bạn nào làm nghiên cứu thì các bạn sẽ tiếp cận với những cái kỹ thuật sau nha. Rồi để điều trị một cái bệnh ký sinh trùng thì các bạn là cũng làm quen với cái thuật ngữ điều trị, tức là một cái phương thức để loại bỏ cái tác nhân gây bệnh, hay là để giảm bớt, hay là để thoát khỏi một cái bệnh lý nào đó. Thì ở đây cụ thể ký sinh trùng, ở đây thì chúng ta làm sao để loại bỏ nó ra khỏi cơ thể và giảm thiểu cái tác hại của nó. Tức là người ta có thể ở đây người ta chọn cái thuốc đặc hiệu và ít độc, tức là cái nguyên tắc của chọn cái bệnh ký sinh trùng. Thứ hai là chúng ta trong quá trình đấy, thì chúng ta trong quá trình điều trị dùng thuốc thì chúng ta theo dõi cái kết quả, kiểm tra cái kết quả điều trị. Và cái điều trị thường là kết hợp với phòng bệnh, chống tái nhiễm và ô nhiễm môi trường. Ví dụ như một điều trị một người bệnh thì song song với việc điều trị cái người bệnh đó thì cái chất thải của cái người bệnh đó cần phải được xử lý tốt. Chứ nếu không thì người đó khỏi, nhưng mà một người khác hay là thức ăn, nước uống nó nhiễm cái chất thải mà nó có amip của cái người bệnh đó thì nó cũng lây sang cái người khác.
Đó. Nên trong quá trình điều trị, thông thường những cái bệnh nhiễm ký sinh trùng nói riêng và bệnh nhiễm trùng nói chung thì người ta quan tâm đến việc điều trị một cá nhân kết hợp với lại quá trình phòng chống lây nhiễm, chống tái nhiễm hay ô nhiễm môi trường đấy. Một số tình huống thì cần điều trị cho tất cả thành viên gia đình trong tập thể, ví dụ như cháy hay là ghẻ thì nên điều trị, tại vì những cái tiếp xúc gần hay là những cái sử dụng những cái vật dụng chung thì có thể là lây trong gia đình. Đó, thì đây là một số cái nguyên tắc thì các bạn ở trong cái học phần này. Thì những cái về điều trị hay là chẩn đoán hay là dự phòng thì các bạn làm quen với những cái nguyên tắc thôi. Chứ ở đây thì thầy không đánh đố, tuy các bạn đọc một số sách thì có thể có chi tiết ta là điều trị với cái thuốc gì, rồi liều như thế nào. Nhưng mà đối với các bạn mới bắt đầu về cái học phần về bệnh nguyên thì các bạn không cần đến mức chi tiết đó, mà các bạn nắm được cái nguyên tắc của cái việc chẩn đoán, điều trị, dự phòng thì sau này các bạn sẽ tiếp cận chi tiết thì nó sẽ hiệu quả hơn. Rồi về phòng chống thì có những cái vấn đề, thứ nhất là giảm cái nguồn bệnh, thứ hai là ngăn chặn yếu tố trung gian, và thứ ba là bảo vệ người lành. Giảm nguồn bệnh thì cần phải điều trị triệt để người bệnh thì có thể cần phải kết hợp điều trị, thú y cần điều trị bệnh ở động vật, ví dụ như giun đũa chó, thì chúng ta vừa điều trị có một cái người nào đó nuôi chó mèo, nuôi thú cưng đấy, thì chúng ta bị nhiễm cái loại giun ở động vật này, thì ngoài cái việc điều trị cho cái người bệnh đó, người chủ của các cái thú cưng này thì cũng cần điều trị cho cái thú cưng của họ, có thể phải kết hợp như vậy. Chứ nếu không thì điều trị cho người bệnh khỏi bệnh xong thì sau đó là cái động vật nó lại lây sang khi mà quá trình tiếp xúc gần thân thiết với vật nuôi. Rồi ngăn chặn để phòng chống bệnh ký sinh trùng thì ngăn chặn yếu tố trung gian, ví dụ như là chúng ta thấy cái muỗi thì lây truyền các cái bệnh, thì trong đó đối với bệnh ký sinh trùng thì rõ nhất là chúng ta là cái ký sinh trùng sốt rét đấy, thì chúng ta phải diệt lăng quăng, rồi chúng ta phải tránh muỗi đốt đấy. Và đây là những cái yếu tố mà các bạn để ý trong cái phòng chống, tức là giảm nguồn bệnh, ngăn chặn yếu tố trung gian, rồi bảo vệ cái người lành nha các bạn. Ở đây nâng cao cái sức đề kháng, tức là bảo vệ người lành, nâng cao sức đề kháng có nghĩa là có cái lối sinh hoạt dinh dưỡng lành mạnh, sức đề kháng tốt thì nó sẽ giảm thiểu được cái bệnh ký sinh trùng, thì khi đó cái sức đề kháng, cái hệ miễn dịch của chúng ta tốt hơn thì sức chống chịu của chúng ta tốt hơn. Còn ví dụ như các bạn thấy đó, những cái vùng mà người ta suy dưỡng nặng thì rất dễ mắc các cái bệnh ký sinh trùng giun sán nhiều, và lúc đó cái khả năng chống chọi của cơ thể rất kém, và cái ký sinh trùng nói riêng và cái vi sinh vật nói chung thì có thể tốt để cho nó tấn công nó gây bệnh. Rồi đây cái slide cuối cùng trao đổi với các bạn đó là phân loại những ký sinh trùng chính ở người, thì theo nghĩa rộng là ký sinh trùng gồm tất cả những sinh vật ký sinh gây hại cho người. Còn theo cái nghĩa hẹp ở trong cái khuôn khổ của học phần này thì các bạn sẽ được tiếp cận bốn cái nhóm, thì các bạn nhớ ở đây, tức là thứ nhất là đơn bào ký sinh trùng ở người, ở đây theo cái bốn nhóm này: đơn bào, thứ hai là giun sán, thứ ba là động vật chăn đốt, và thứ tư là vi nấm y học. Thì lần lượt trong các bài sắp tới thì các bạn sẽ được trao đổi về những cái ở phần này. Rồi như vậy cái bài đầu tiên là đại cương về ký sinh trùng, thầy vừa chia sẻ với các bạn, không biết các bạn có trao đổi gì không trước khi chúng ta chuyển qua cái bài thứ hai, bài về amip. Mời các bạn. Dạ thưa cho em hỏi là mình học ký sinh trùng thì mình có giáo trình nào không thầy? Rồi, cảm ơn em. Về cái giáo trình đó thì các bạn giáo trình tham khảo thì các bạn sẽ tham khảo cái giáo trình ký sinh trùng năm 2016
của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, tức là cái cuốn dày đó, cho các bạn thấy. Bữa nào thầy sẽ để thầy sẽ chụp, thầy sẽ gửi cho các bạn. Cái thứ hai là cái cuốn tích hợp cái chương trình mới, tức là cái module về cái module về vi sinh, ký sinh trùng chung của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thì sẽ chụp, sẽ gửi cho các bạn nhé. Còn hiện tại thì cái giáo trình của khoa thì các thầy cô đang viết, thì những cái bài giảng, nhưng mà cơ bản là những cái bài giảng này sẽ được sau mỗi buổi học hoặc là sau cái học phần đó sẽ được gửi cho các bạn nhé, để các bạn sẽ có được cái file, các cái file bài giảng để các bạn cho cái việc học thi và cái cho cái kiến thức cho các bạn nha. Vâng. Rồi, bạn nào có ý kiến gì thêm nữa không? Dạ thầy ơi, cho em hỏi ạ. Rồi, mời em. Dạ cho em hỏi là chanh với mù tạt khi mà ăn với hải sản sống đồ là nó không có khả năng là diệt ký sinh trùng đúng không thầy? Thực tế là ký sinh trùng nó sẽ tùy loại. Còn có những cái loại mà nó có nang ấy, thì đối với chanh là một cái loại nó là acid citric, cái khả năng mà diệt khuẩn của nó, diệt khuẩn hay diệt ký sinh trùng của nó rất kém. Mù tạt cũng vậy, mù tạt thì cái khả năng của nó mà làm chết ký sinh trùng thì nó cũng kém. Nên đa phần á thì đối với cái gọi là cái bệnh lý ký sinh trùng, để phòng các bệnh ký sinh trùng thì không có, thì cứ khuyến cáo chính thức là phải ăn chín uống sôi, tức là không nên ăn các cái loại gỏi. Thì chanh với mù tạt em ăn với lại ví dụ như các bạn thấy là món hào hay món gỏi gì đó, thì cơ bản nó vẫn là món sống, nó không phải là món chín, thì nó vẫn có cái nguy cơ mắc bệnh ký sinh trùng, bởi cơ bản nó không có diệt được ký sinh trùng nha các bạn. Đấy thì cái chính đó là các bạn thấy là ở trong cái nói rộng hơn tí, ở trong cái văn hóa ẩm thực đấy, thì các bạn thấy là những cái món mà cái món sushi hả, món gì của người Nhật, bạn nào hỏi thầy đang hỏi câu hỏi này đó, món của người Nhật mà món sống là món gì? Sushi đúng không? Sashimi. Đó là cái món sống của người Nhật, thì trong đó thì họ đã trộn lựa những cái loại cá hay là những cái hải sản đấy, là cơ bản là nó không có, họ đã là xử lý trước đó, là nó không có nhiễm ký sinh trùng. Còn một khi chúng ta ăn theo cái kiểu của họ, như các bạn thấy đó, là trong quá trình sau này các bạn đi thực tập hay là các bạn làm việc, thì các bạn sẽ gặp nhiều người ăn cái món như chúng ta, như câu hỏi của các bạn đấy. Thì mới đây cũng không lâu lắm thì các bạn thấy cái một người ăn ăn hàu mù tạt gì đó, ăn hàu chanh gì đó, bị nhiễm khuẩn đấy, gây ra một tình trạng rất là nặng, tức là xui rủi là cái sinh trùng, bản thân cái loại thực phẩm đó nó không sạch, nó nhiễm cái sinh trùng hay là nhiễm vi khuẩn rồi, thì chanh hay mù tạt gần như là nó không có ý nghĩa gì trong bản thân nó. Còn đa phần các trường hợp người ta ăn mà chanh với mù tạt là cảm giác là nó tạm gọi là món tái đó, thì cơ bản nó an toàn, một số trường hợp an toàn đó là do cái món đó nó sạch rồi, chứ không phải là nhờ chanh và mù tạt nha các bạn. Nên khi mà ăn uống thì các bạn cũng nên để ý những cái chỗ nào, các bạn ăn gỏi hay là các bạn ăn cái món có món tái với chanh mù tạt đấy, thì các bạn cũng để ý những chỗ nào làm cái mất vệ sinh, ăn không nên dùng. Nếu không thì cái chanh mù tạt đừng tin đó, nó không có diệt được cái sinh trùng đó nha. Rồi được chưa? Bạn nào hỏi, bạn Giao hả? Bạn nào hỏi câu hỏi đây? Dạ em cảm ơn thầy. Rồi ok em. Rồi thôi bây giờ thầy sẽ chuyển sang cái bài thứ hai cho các bạn nhé. Bài amip. Rồi các bạn thấy được slide rồi đúng không?
amip ký sinh gây bệnh. Dạ rồi. Rồi, ok. Rồi, mục tiêu của bài học này thì các bạn mô tả được đặc điểm sinh học và chu kỳ của amip Entamoeba histolytica. Phân tích được các cơ thể bệnh do Entamoeba histolytica gây ra và trình bày được các xét nghiệm chẩn đoán nguyên tắc điều trị và dự phòng cái bệnh do amip này gây ra. Thầy ơi, slide không chạy hả? Slide không chạy hả? Các bạn thấy được chưa? Đang ở slide đại cương về đơn bào, các bạn thấy được chưa? Dạ rồi. Rồi, ok. Thì cái trong cái slide cuối ở trong cái bài trước thì trao đổi với các bạn về các cái nhóm của ký sinh trùng ở người, thì cái nhóm đầu tiên chúng ta đề cập ở đây là đơn bào. Thì đơn bào tức là những cái động vật có cấu trúc cơ thể chỉ có một tế bào nhưng nó có đầy đủ chức năng của một đơn vị sống. Thì cơ thể ví dụ như đa bào, cụ thể như cơ thể chúng ta thì nó có rất nhiều cái tế bào, nhưng mà những tế bào của chúng ta hoạt động chuyên biệt với một những chức năng nhất định. Thì nó mỗi tế bào của cơ thể chúng ta nó không phải là một cái đơn vị sống hoàn chỉnh độc lập. Tuy nhiên đối với lại đơn bào đó thì nó chỉ có một tế bào thôi, nhưng mà nó thực hiện đầy đủ chức năng của một đơn vị sống độc lập. Đấy, đó là cái sự khác biệt giữa cái tế bào của đơn bào và tế bào của động vật cấp cao như con người chúng ta. Rồi cái ngành đơn bào đó thì cái thông tin cho các bạn thôi, tức là nó có khoảng 25.000 loài, thì đa phần là sống ở ngoại cảnh. Thì nó thích ở những cái nơi có nước và đất ẩm. Thì một số loài thì nó ở trong có thể là hậu sinh, ký sinh trong cơ thể động vật và thực vật. Phân loại của cái đơn bào thì nó có 4 cái lớp. Nhất là lớp chân giả, thứ hai lớp trùng roi, thứ ba lớp trùng lông và thứ tư lớp trùng bào tử. Thì ở ba cái lớp đầu này các bạn để ý nó rất là dễ, cái tên của cái lớp này rất là dễ. Và nguyên tắc của nó là nó di chuyển bằng cái bộ phận nào thì nó là mang tên, cái tên của lớp đó là nó mang tên của bộ phận đó. Ví dụ như là lớp chân giả là di chuyển nhờ chân giả, lớp trùng roi di chuyển nhờ roi, lớp trùng lông di chuyển nhờ lông. Còn riêng cái lớp trùng bào tử thì nó tròn, nó ít di chuyển thì nó mang tên là trùng bào tử. Các bạn nhớ 4 cái lớp này nha. Và đầu tiên ở cái lớp chân giả, cái lớp đầu tiên của cái trong cái nhóm đơn bào này thì chúng ta nghiên cứu ở trong cái bài học này, tức là trùng chân giả là nguyên sinh động vật di chuyển bằng chân giả. Thì cái chân giả của nó là một phần của cơ thể, nó sẽ một cái tế bào của nó đó, thì nó có lúc nó đưa ra, có lúc nó thụt vào, tức là nó có thể biến đổi. Thì cái chân giả đó nó tức là nó không phải là một phần chuyên biệt, mà cơ thể của nó có thể nhô ra ở một phần nào đó, tạo thành một cái chân để nó di chuyển. Và chính cũng cái chân này nó có thể dùng để nó tóm con mồi hay là nó bắt mồi. Trong cái lớp chân giả này thì có bộ amip thì có liên quan đến y học. Amip nó sống ở người thường là cái sinh vật hồi sinh. Thì trong đó chúng ta có một cái amip quan trọng nhất mà chúng ta nghiên cứu ở đây, và các bạn cũng tập trung ở cái amip này có vai trò y học, đó là Entamoeba histolytica. Thì các bạn làm ơn các bạn đặt bút xuống, các bạn trên cái tờ giấy bên cạnh mình các bạn ghi cái từ này ra, cái thuật ngữ này ra. Các bạn buộc phải nhớ, tại vì trong cuộc đời làm nghề của chúng ta, của bác sĩ của chúng ta, thì chắc chắn là chúng ta có thể cái amip này nó không biết các bạn, nhưng các bạn phải biết nó nha. Các bạn sẽ làm, sẽ học, trước hết là học với nó, thứ hai là sau này sẽ làm việc. Đôi khi các bạn trong quá trình làm thì có bệnh nhân xét nghiệm, hay là bệnh nhân đến với các bạn mang cái kết quả cái tên này, thì các bạn phải biết nó là cái loại gì, cái loại sinh vật gì. Các bạn phân biệt được, nếu mà lý tưởng nữa các bạn nhớ cái bài học ngày hôm nay, thì các bạn nó là biết nó là amip thuộc cái lớp chân giả của đơn bào, thì các bạn biết đặc điểm của nó, các bạn mới định hướng được cái
quá trình điều trị của nó như thế nào nha. Rồi các bạn chú ý nhé, các bạn nhớ ghi dùm thầy cái này. Và trong cái bài này thì thầy cũng nhắc luôn, tức là đối với tên đầy đủ của một cái ký sinh trùng hay là một vi trùng thì nó có sẽ có phần họ và cái phần tên, giống như chúng ta nói nôm na phần họ và phần tên. Thì phần họ ví dụ Entamoeba là cái phần họ và phần Histolytica là phần tên. Thì cái chữ cái đầu của phần họ của một vi sinh vật này thì các bạn viết in, và cái chữ cái bắt đầu của cái phần tên thì các bạn viết thường, chứ các bạn không viết in nhé. Ví dụ như là ít bữa nữa các bạn nghe cái từ cái thuật ngữ nó quen thuộc là pH dạ dày đúng không? Đó. À, xin lỗi, HB dạ dày. Tức là HB là cái gì? Và thông thường người ta viết mà người ta không để ý, ta viết từ chữ H và chữ B, chữ P phở đấy mà viết in hết, thì nó là cái giống như là cái máy tính á, chứ nó không phải là cái tên của cái vi khuẩn Helicobacter pylori nha các bạn. À, các bạn viết đúng nó sẽ là H in và chữ B thường. Đấy, tức là nhắc một lần để sau này các bạn không có bị nhầm lẫn. Rất nhiều bạn, nhiều bác sĩ thực hành thì nhầm lẫn, không hiểu cái thuật ngữ này, thì các bạn để ý giùm thầy. Hy vọng là các bạn không có bị nhầm lẫn. Và khi mà các bạn đánh máy đó, thì một cái tên đầy đủ của một loại vi khuẩn hay là ký sinh trùng nữa, thì các bạn viết toàn bộ cái tên, đó là họ tên nó là nghiêng nha các bạn. Rồi Entamoeba histolytica, cái tên dân giả và thông thường của nó đấy mà chúng ta hay nghe đó là amip lì. Thì đây là cái hình thể của amip. Các bạn thấy được cái hình, cái slide hình thể amip không? Thấy được các hình không? Có thể là có. Rồi, cảm ơn em. Rồi các bạn thấy ở đây cái amip cơ bản của nó, ở giữa của nó là cái nhân. Rồi ở nó có cái phần nguyên sinh chất, thì cái phần ở phía trong nó là nội nguyên sinh chất và ở ngoài là ngoại nguyên sinh chất. Cái phần nội nguyên sinh chất thì nó chứa các bào quang ti thể, những cái bào quang thực hiện cái chức năng của cái đơn vị sống của nó. Rồi ở cái đây là một cái thể hoạt động của amip, thì các bạn thấy cái phần nhô ra thì nó gọi là chân giả. Nó có thể nhô ở cái phần nào đó tùy, chứ nó không phải là cái phần là một vị trí cố định của nó, là nó nhô ra rồi nó lại thụt vào, thì cái phần này nó gọi là chính như vậy, nó gọi là cái chân giả, chứ nó không phải là một cái phần chuyên biệt là luôn luôn như vậy đó. Thì cái phần mà nó định hướng như cái hình này các bạn thấy đây, nó nhô ra phần này, hay là ở đây nó nhô ra cái hình góc này, nó nhô ra cái góc dưới ở bên tay phải đây, thì nó sẽ đối với lại cái amip Entamoeba histolytica nói riêng và đối với cái trùng chân giả nói chung, thì cái chân giả nó sẽ xuất hiện và nó sẽ theo cái hướng hoặc là nó ngược hướng của cái mối nguy hiểm thì nó bỏ chạy. Đó là hai cái yếu tố. Một là nó bắt mồi, hai là nó tránh nguy hiểm. Thì tránh nguy hiểm thì nó đi theo hướng ngược lại, còn con mồi thì nó đi theo hướng của con mồi nha các bạn. Rồi đây là cái thể hoạt động, thì các bạn thấy cái chân giả. Còn cái ba cái hình ở dưới này thì các bạn thấy nó tròn đây, thì đây là cái thể bầu nang. Nó tròn, nó không có di chuyển, thì khi mà điều kiện bất lợi thì nó chuyển sang cái thể bầu nang để nó tồn tại cái đà, và khi điều kiện thuận lợi thì nó lại sẽ chuyển lại cái thể hoạt động và nó phát triển. Thể bầu nang của nó thì nó có thể bầu nang ở đây có thể một nhân, hai nhân, bốn nhân. Đây là các hình thể của cái amip. Rồi đối với amip Entamoeba histolytica, hai cái thể, đó là thể hoạt động và cái thể bầu nang. Thì nếu các bạn tham khảo một số sách thì có thể một số tài liệu thì có thể người ta sẽ đề cập thêm một cái thể là thể tiền bào nang. Thì ở trong các cái khóa trước đấy, thì khi trao đổi thì thầy cũng để cái phần tiền bào nang để cho các bạn có thêm thông tin, nhưng mà sau đó thì thấy các bạn nhiều gọi là nhiễu thông tin quá nên chỉ nhắc cho các bạn thôi. Còn trong slide thì chỉ trao đổi với bạn là có hai cái thể chính, đó là thể hoạt động và thể bào nang, nó có ý nghĩa trong lâm sàng của chúng ta. Thể hoạt động thì nó tồn tại dưới hai dạng hay là hai kiểu. Dạng thứ nhất á, là dạng hoạt động ăn hồng cầu. Dạng thứ hai là dạng hoạt động không ăn hồng cầu.
Dạng ăn hồng cầu á, thì nếu mà viết theo cái danh pháp đó là nó là kiểu histolytica. Còn dạng không ăn hồng cầu á thì viết theo danh pháp nó là minuta. Như vậy nếu mà các bạn chú ý ở đây nè, nếu như ở đây thầy viết cái dạng không ăn hồng cầu ở đây mà thầy không nói ra đó là amid ăn hồng cầu, kiểu ăn hồng cầu, thì thầy sẽ viết như thế này: entamoeba histolytica, tức là histolytica hai lần. Thì cái histolytica trước ấy, tức là cái tên của cái amid này, còn histolytica sau á là cái kiểu ăn hồng cầu của chính amid này. Các bạn để ý nhé. Cái chuyện này không phải đánh đố đâu, mà nói để cho các bạn trắc nghiệm, thì tôi cũng không có đánh đố các bạn, không có ra như vậy, nhưng mà cũng phải nhắc các bạn để cho khi các bạn đọc tài liệu đó, đặc biệt tài liệu nước ngoài gì các bạn cập nhật, thì các bạn không thấy nó lạ lắm gì, không phải họ viết sai mà là cái kiểu vậy. Còn tương tự như vậy thì nếu mà ở cái dạng hoạt động không ăn hồng cầu thì người ta có thể viết là Entamoeba histolytica minuta nhé các bạn. Rồi các bạn để ý dùm thầy cái vấn đề này nhé. Đấy là bạn hiểu. Rồi đối với lại cái hình thể của Entamoeba histolytica, so với hình thể của Entamoeba histolytica minuta, thì hay là nói kiểu bình thường đấy, nói kiểu thông thường đấy, là cái dạng ăn hồng cầu với dạng không ăn hồng cầu. Thì đối với cái dạng ăn hồng cầu là kích thước nó thường là nó lớn hơn cái dạng không ăn hồng cầu. Ăn hồng cầu thì kích thước của nó thường là nó gấp đôi, gấp ba. Và cái dạng ăn hồng cầu là nó sống trong thành ruột hay là mô ngoài ruột. Còn cái dạng không ăn hồng cầu thì nó sống trong lòng ruột nha các bạn. Không ăn hồng cầu là nó sống trong lòng ruột. Đây các bạn để ý nè. Còn dạng ăn hồng cầu thì nó sống trong thành ruột hay mô ngoài ruột, ví dụ như gan. Đó, các bạn để ý nhé. Đó là cái vị trí sinh sống của nó là nó khác. Đấy, cái dạng ăn hồng cầu á, thì là cái dạng gây bệnh. Còn cái dạng không ăn hồng cầu là không gây bệnh. Đấy. Và cái dạng không ăn hồng cầu thì nó hiện diện trong cái phân của người lành mang mầm bệnh. Đấy. Đối với lại thứ hai là cái thể thứ hai là cái thể bào nang. Thể bào nang thì nó có thể là hình tròn hoặc là hình bầu dục. Kích thước của nó thì thông thường là nó cũng tương đương với kích thước của cái thể hoạt động không ăn hồng cầu đó, và nó có thể có một đến bốn như là cái hình ở slide vừa rồi, và nó được thải ra phân. Đây là một cái thể mà nó không gây bệnh nha các bạn, nhưng nó đóng vai trò trong quá trình lây truyền. Đây là cái thể lây lan từ cái người này sang cái người khác. Nên các bạn để ý nhé, đây là những cái khái niệm rất là quan trọng đối với lại cái vấn đề sinh học, đặc điểm sinh học, đặc điểm sinh học liên quan đến y học của amib entamoeba histolytica mà các bạn cần phải nhớ. Rồi cái đặc điểm về cư trú thì cái dạng không ăn hồng cầu thì như đang lòng ruột và nó không có gây rối loạn gì cả, nó sẽ hóa bào nang khi mà điều kiện nó không thuận lợi. Cái dạng không ăn hồng cầu và bào nang thì tìm thấy trong cái phân của người lành mang mầm bệnh hoặc là giữa hai cơn bệnh. Còn một khi mà nó gây bệnh đó thì cái dạng hoạt động ăn hồng cầu nó xâm nhập vào thành ruột nó ăn hồng cầu, và chính quá trình mà nó xâm nhập nó gây tổn thương ở cái thành ruột nó lấy hồng cầu thì nó sẽ gây ra những cái vết loét, và từ những cái vết loét đó thì cái vách ruột của mình nó sẽ bị tróc ra và nó đi theo phân, nên nó trong vết loét đó nó sẽ có cái phần hồng cầu, tức là máu của chúng ta đó sẽ chảy ra, và do đó nó sẽ lẫn theo phân và chúng ta sẽ thấy là phân lẫn nhầy và máu đó. Các bạn hiểu rõ cái cơ chế của nó gây ra cái tình trạng phân nhầy máu hay là phân của bệnh nhân lỵ, hay các bạn thấy
Vấn đề là trình bày ở trên, để di động thì đối với lại cái dạng ăn hồng cầu thì di động nhanh hơn cái phần không ăn hồng cầu. Đó, thì khi di chuyển thì chân giả nó nhô theo một hướng nhất định, theo vị trí của mồi, của con mồi hay là vị trí thoát nguy hiểm. Đó, thì đã trình bày ở trên các bạn. Về cái khả năng sống hay là cái sức sống thì cái thể hoạt động nó dễ chết khi nó ra khỏi cái ký chủ hay là môi trường cái. Đối với bầu nang thì nó sống lâu hơn. Ở những cái nơi khô ráo dưới ánh nắng mặt trời thì cái bầu nang, thể bầu nang của nó có thể tồn tại được 2 đến 3 ngày. Còn ở những cái nơi ẩm thấp, trong bóng mát, trong nước ấy, thì là còn có điều kiện thuận lợi hơn, thì nó có thể sống từ 1 tuần cho đến 1 tháng, tức là 1 đến 4 tuần này. Nhưng mà nếu chúng ta đặt ở nhiệt độ cao hơn, nếu chúng ta thông thường chúng ta đun nấu gì đó thì nó chỉ được khoảng 5 phút, nó tồn tại được khoảng 5 phút. Như vậy cái vai trò của việc mà ăn chín uống sôi ở đây, nếu chúng ta nấu thì thông thường chắc chắn là sẽ trên 50 độ C, thì cái thời gian tồn tại của nó rất thấp và cái bầu nang nó cũng sẽ bị tiêu diệt, tức là cái vỏ bọc của nó sẽ bị tiêu diệt. Còn cái nếu mà nó ở thể hoạt động thì nó càng nhanh bị diệt hơn để chúng ta an toàn đối với cái thực phẩm đó. Rồi đây là cái chu trình của entamoeba, cái amip khi chúng ta nhiễm. Thì chúng ta nhiễm thì do nút phải cái bào nang của amip nó ở trong cái thức ăn, trong nước uống bị nhiễm, thì nó sẽ đi vào trong cái đường tiêu hóa của chúng ta, nó đi qua dạ dày và đi xuống ruột non và nó đến ruột già. Thì đây là cái vị trí ký sinh yêu thích của nó, vị trí mà nó thuận lợi cho nó quá trình nó phát triển, thì nó sẽ phát triển ở đây, nó sẽ chuyển sang cái thể hoạt động và nó sẽ gây ra, nếu mà trong tình huống thuận lợi nó sẽ gây bệnh cho chúng ta đấy. Còn một số tình huống không thuận lợi thì nó chuyển dần sang cái thể không ăn hồng cầu, rồi nó chuyển sang, nếu mà điều kiện kém thuận lợi nữa, nó sẽ chuyển sang bầu nang và nó sẽ đi theo phân ra ngoài. Đó. Đấy, thì đây là cái chu trình nó phát triển một phần trong cái cơ thể, và khi nó ra ngoài thì nó ở cái dạng bào nang và nó chờ đợi cơ hội để nó nhiễm vào một cái cơ thể khác nút vào, thì nó sẽ gây bệnh như vậy. Và các bạn chú ý ở đây, đây là cái chu trình nó đi qua cái ruột của chúng ta, nó ra ngoài. Tuy nhiên một số cái amip ấy, thì nó sẽ trong quá trình đó nó sẽ xâm nhập vào gan và nó đi đến, thậm chí nó đi đến những cơ quan khác như là gan, phổi, não, và nó gây ra những cái amip. Thông thường ở đây cái nhiều nhất cái cơ quan ngoài ruột của nó là ở gan, nó gây ra amip. À, xin lỗi, nó gây ra gọi là áp xe gan do amip. Đây là thuật ngữ cho các bạn quen dần. Về yếu tố dịch tễ thì như đã trình bày ở trên, tức là amip cái đường là gì thầy đã trình bày, không nhắc lại. Rồi cái amip này thì thông thường là ở vùng nhiệt đới như đất nước chúng ta ở Đông Nam Á, Nam Á hay là ở châu Phi, vùng xích đạo. Còn ở những cái vùng lạnh đó, những cái vùng ôn đới đó, thì thông thường cái tần suất của nó rất ít. Ở Việt Nam những nghiên cứu trước đây thì nó khoảng 8 đến 25%, tức là khoảng 1/4 có nghiên cứu đến 1/4 dân số nhiễm Entamoeba histolytica. Tuy nhiên cái điều kiện sống của ở Việt Nam của chúng ta tốt hơn, gần đây tốt hơn, nên thành ra cái tỷ lệ này có lẽ đúng. Tôi có cái báo cáo gần đây. Rồi cái tác nhân này thường, cái ký sinh trùng này, đơn bào này hay là cụ thể amip Entamoeba histolytica thì thường gặp ở người lớn, ít gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi. Các bạn sẽ là các bác sĩ, các bạn nhớ giùm thầy cái điểm phân biệt này. Đây các bạn nhớ nè, cũng là lỵ, các bạn ít bữa nữa các bạn sẽ học học phần vi sinh, các bạn sẽ có một cái hội chứng lỵ, nhưng mà lỵ lỵ trực trùng, bắt chữ trực trùng đó, tức là do vi trùng, do trực khuẩn gây ra. Còn ở đây là lỵ do ký sinh trùng, ở đây là đơn bào amip gây ra. Các bạn nhớ là hai cái tác nhân khác nhau, nó gây ra hai cái bệnh cảnh có phần giống nhau nhưng có những cái phần khác nhau.
phần giống nhau đó là nó gây ra cái biểu hiện, cái hội chứng lỵ như thế nào thì lát nữa thầy sẽ trao đổi. Nhưng mà cái yếu tố dịch tễ các bạn nhớ nè, là cái lỵ mà do amip này á, thì thường nó gặp ở người lớn nhiều hơn, còn trẻ dưới 5 tuổi ấy gặp hơn. Nhưng ngược lại là lỵ do lỵ do vi trùng gây ra đó thì nó lại ít gặp ở người lớn nhưng mà thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Hai cái yếu tố dịch tễ nó ngược lại thì các bạn khi các bạn ứng dụng vào quá trình tác nghiệp của các bạn khi chẩn đoán người bệnh đó, thì các bạn làm nhi hay các bạn người lớn các bạn gặp hội chứng lỵ thì các bạn định hướng là ở cái tuổi đó thì thường cái tác nhân nào để các bạn có xét nghiệm phù hợp, để các bạn có cái điều trị ban đầu phù hợp cho người bệnh nhé. Đây là cái yếu tố dịch tễ quan trọng các bạn cần để ý. Rồi một cái yếu tố dịch tễ nữa là yếu tố thuận lợi sinh bệnh, thì cái chủng amip hoặc là tạp khuẩn kết hợp hay là cái sức đề kháng như đã cái phần trình bày trước cho các bạn đấy. Nếu mà cái cơ thể cái sức đề kháng của chúng ta kém, ví dụ như cái người suy giảm miễn dịch do HIVS thì có thể bị nhiễm đơn bào này dễ nhiễm hơn, hoặc là có thể bị nhiễm kết hợp, ví dụ như là amip rồi giardia của một loại đơn bào khác, hay là nhiễm vi khuẩn kết hợp, hay là nhiễm dung sán vân vân, có thể kết hợp. Đó là do cái yếu tố thuận lợi về mặt sinh bệnh. Rồi cái bệnh học do amip thì nó khá là đa dạng. Trong đó trong cái hình phía trước đó thì có trao đổi với các bạn đó là nó có cái biểu hiện là amip ở ruột và amip ở ngoài ruột. Ở ruột thì ở đây cụ thể là ở đại tràng thì đây là cái dạng chủ yếu, còn ở ngoài ruột thì amip từ ruột nó đến và xâm nhập các cơ quan ngoài ruột như gan phổi, và thường nó xảy ra khi hội chứng lỵ đã trải qua nó âm thầm lặng lẽ, tức là giai đoạn đầu ở ruột nó trải qua âm thầm, đó là amip nó sẽ đi vào và tấn công các cái cơ quan ngoài ruột. Đấy. Rồi cái bệnh học amip ở đại tràng thì đây là cái thường gặp, thì cái biểu hiện cái thể bệnh mà gọi là phổ biến đó là thể bệnh cấp tính. Thì cái hội chứng lỵ đây các bạn, hội chứng lỵ thì bao gồm các triệu chứng đau bụng, có thể là đau lâm râm dọc cái khung đại tràng, thì các bạn học giải phẫu rồi cái khung đại tràng như thế nào các bạn định vị được. Rồi cái biểu hiện thứ hai là cảm giác bút hậu môn hay là cảm giác mốt rặng. Đó, tức là nó đau, nó bút ở cái phần hậu môn của mình, và lúc nào bệnh nhân cũng cảm giác là đi cầu xong thì vẫn còn cảm giác là muốn đi cầu nữa, và nó cảm giác nó bút, nó đau cái chỗ phần hậu môn. Đấy. Và cái biểu hiện thứ ba đó là phân nó có nhầy và máu, thì cái cơ chế như thế nào thì phần trình bày trao đổi với các bạn. Như vậy các bạn cần nhớ cái hội chứng lỵ này là bao gồm đau bụng, cảm giác bút mốt răng ở hậu môn và biểu hiện phân có nhầy máu nha các bạn. Các bạn phải nhớ cái hội chứng lỵ nó thì nó sẽ ứng dụng trong cái phần hành nghề của các bạn từ bây giờ trở đi. Rồi cái thể cấp tính thì với biểu hiện lâm sàng như vậy, khi chúng ta khám bụng thì chúng ta sẽ sờ đau co cứng vùng manh tràng và đại tràng xích ma. Ít bữa nữa các bạn sẽ học các tiền lâm sàng, rồi khi các bạn đi lâm sàng thì các bạn sẽ được học cái kỹ thuật khám bụng. Rồi các bạn đi học phần ngoại khoa thì các bạn sẽ được học cái kỹ thuật là thăm dò hậu môn, hoặc là các học tiền lâm sàng thì các thầy cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn thăm dò hậu môn, thì các bạn thực hiện cái thủ thuật đó thì các bạn sẽ thấy là cái trực tràng nó trống rỗng. Khi mà rút cái găng, rút cái tay ra thì có dính nhầy và máu theo găng. Alo, có bạn nào đấy, các bạn đang bị lỗi mic, các bạn tắt giùm mic giùm thầy nhé, nó gây ồn cho các bạn khác. Rồi các bạn cố gắng tập trung khoảng 5-7 phút nữa thì chúng ta xong cái bài này nhé, mình chịu khó tí. Rồi để xét nghiệm chẩn đoán cái hội chứng lỵ thể cấp tính này thì chúng ta soi phân tìm amip thể hoạt động trong phân. Đây là cái xét nghiệm chính nha các bạn. Rồi chúng ta soi trực tràng. Nếu mà cái này là cái kỹ thuật nội soi, tức là người ta đưa cái camera vào trực tràng, người ta soi.
thì không phải là trường hợp nào nghi lỵ là các bạn cũng thực hiện kỹ thuật này, tại vì đây là cái kỹ thuật mà nó gây khó chịu rất nhiều cho cái người bệnh và nó bất tiện, tại vì phải bộc lộ cái vùng hậu môn để đưa cái ống soi vào đấy. Cái trường hợp mà soi trực tràng này, nếu mà tình trạng bệnh là nó không có rõ, người ta còn chẩn đoán phân biệt, còn phân vân với nhiều cái bệnh lý khác nó có biểu hiện tương tự, thì người ta thực hiện cái kỹ thuật nội soi. Nếu mà nó soi trực tràng được thì người ta sẽ thấy cái tình trạng là cái trực tràng nó bị viêm đại tràng, có những đốm loét hình miệng núi lửa. Trên cái đốm loét đó thì nó bao phủ một lớp nhầy có chứa amip ăn hồng cầu, để người ta lấy cái lớp nhầy đó ra và người ta gửi cái mẫu xuống cái phòng xét nghiệm, thì người ta sẽ kiểm tra để phát hiện được cái thể amip, thể hoạt động ăn hồng cầu, tức là entamoeba histolytica histolytica đó các bạn. Khi người ta trả lời cái kết quả đó về cho các bạn thì các bạn khẳng định được là cái loét đó ở trực tràng là do amip gây ra nha các bạn. Rồi đối với cái thể bệnh thứ hai là thể bệnh bán cấp, thì bệnh nhân có thể đau bụng lâm râm, tiêu chảy kèm xen kẽ với táo bón, thì cái xét nghiệm cũng vậy là soi phân tìm amip ăn hồng cầu. Rồi cái thể bệnh hiếm gặp nhưng mà nguy hiểm đó là thể ác tính, thường nó xảy ra trên cơ địa, suy nhược kém dinh dưỡng, thì lâm sàng nó biểu hiện bằng một cái hội chứng nhiễm độc rất là nặng và hội chứng lỵ kịch liệt. Lúc đó là cái cơ thắt hậu môn nó mở toang, là nó không có co lại được, gần như nó liệt, và phân nó có máu và nhầy nó tự nhiên nó trào ra, thì đây là một tình trạng rất là nặng, tỷ lệ tử vong, tỷ lệ sốc tử vong cao. Chẩn đoán cũng bằng cách là soi phân tìm cái amip ăn hồng cầu. Cái đối với cái thể này, cái may mắn là hiện tại cái vấn đề dinh dưỡng rồi vấn đề quan tâm đến sức khỏe của người dân chúng ta nó tốt hơn, nên cái thể này nó hiếm gặp. Tuy nhiên vẫn còn nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt ở những cái vùng như một số cái nước châu Phi, điều kiện vệ sinh môi trường, kinh tế xã hội còn kém, vấn đề suy dinh dưỡng nên cái tình trạng này vẫn còn nha các bạn. Nhưng mà ở đất nước chúng ta may mắn là đã tình trạng được cải thiện tốt hơn, nên cái thể ác tính này này hiện tại là hiếm gặp. Rồi nó có thể có cái thể bệnh phối hợp như đã trình bày ở trên, tức là amip nó có thể phối hợp với lại lỵ amip có thể phối hợp với lại các ký sinh trùng khác, đơn bào khác như giardia hoặc là cái giun sán, vâng. Khi mà nó kết hợp với lại tác nhân lỵ trực trùng đấy, phần hồi nãy thầy nhắc các bạn đấy, thì nếu mà hai cái tác nhân này cùng gây ra cái hội chứng lỵ thì bệnh nó nặng hơn, phân nhiều hơn, sốt cao, mất nước nhiều. Nó vẫn có thể là có những trường hợp là nó hai cái tác nhân, một loại là ký sinh trùng, một loại là vi trùng, nó phối hợp cùng gây ra một cái bệnh lý và chắc chắn là nó nặng nề hơn ở trong cái trường hợp này. Đấy. Rồi cái thể bệnh mãn tính là nó biểu hiện bằng tình trạng viêm đại tràng mãn tính với rối loạn tiêu hóa nhẹ hay trung bình, đau bụng lâm râm, liên tục hay từng cơn. Rồi cái thể cuối là khối amip, khối u thì nó giả, giống như giả u, giống như giả ung thư ấy. Thì nhiều tình huống là người ta tưởng là ung thư, nhưng mà khi người ta thực hiện cái đầu soi rồi người ta lấy cái phần cái u, bấm một phần hay là ta lấy được một cái phần của khối u này ra, nó giống như cái vết loét hình núi lửa, miệng núi lửa ở cái phần trình bày trước của thầy, thì người ta lấy cái vết này ra, người ta kiểm tra thì phát hiện amip ăn hồng cầu. Thì đây là cái thể nó ít gặp nhưng các bạn để ý để biết thêm, tức là thể phù hợp, thể mãn tính và khối u amip. Rồi cái cơ bản của cái bệnh lý amip ở đường ruột đó, thì để chẩn đoán thì các bạn thấy xuyên suốt đó, dù cái thể nào đi nữa thì chúng ta xét nghiệm để chẩn đoán xác định là chúng ta sẽ xét nghiệm soi phân tìm cái thể hoạt động của amip, thể hoạt động ăn hồng cầu của amip, thể hoạt động histolytica. Còn đối với một cái trường hợp soi phân mà chúng ta chỉ thấy cái kiểu hoạt động không ăn hồng cầu và bồ nang, thì có thể vô tình chúng ta phát hiện được như vậy, thì coi chừng cái người đó là người đối với amip là chỉ là cái người lành mang mầm bệnh thôi, còn lại trong cái tình huống bệnh đó là họ do cái tác nhân khác, cái nguyên nhân khác gây ra đây các bạn. Rồi một cái kỹ thuật nữa thì người ta có thể người ta tìm cái không nguyên amip, nhưng cái này thì ít gặp. Cơ bản là ta soi tươi, soi phân tìm cái thể hoạt động histolytica, thể hoạt động ăn hồng cầu của amip.
Rồi, cái phần mà nội soi trực tràng thì thầy đã trao đổi với các bạn ở trên rồi. Thì đây là kỹ thuật không thường xuyên, đây là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh nhưng mà nó không thường xuyên, chỉ thực hiện trong một số trường hợp mà gọi là chẩn đoán phân biệt với những cái nguyên nhân quan trọng khác hoặc là bệnh lý nó không rõ ràng. Rồi các amip ngoài ruột thì cái tần suất thường gặp nhất đó là amip gây bệnh ở gan, thì nó có biểu hiện lâm sàng, các bạn để ý đây là đau bụng, sốt cao, gan to và đau. Đau bụng thì có đau vùng hạ sườn phải, đau nhói khi hít mạnh và đau lan lên vai phải. Tức là khi mà chúng ta hít mạnh thì cái lồng ngực chúng ta nó cơ hoành sẽ đẩy xuống, nó ép cái gan và nó sẽ gây ra cái đau, nó nhói lên và nó xuyên lên vai phải thì nó theo cái tác động của thần kinh hoành nha các bạn. Còn cái biểu hiện tiếp theo là sốt cao, rồi cái gan thì nó gây ra cái ổ áp xe thì chắc chắn là nó cái gan nó kích thước nó lớn hơn bình thường. Thì những trường hợp mà áp xe nó lớn đó, thì các bạn sẽ sờ, khi mà các bạn học về cái bệnh về triệu chứng học thì các bạn sẽ sờ thấy cái gan to rõ và các bạn làm cái nghiệm pháp, đôi khi các bạn sờ nhẹ nhàng là bệnh nhân cũng rất là đau rồi, còn không thì các bạn làm cái nghiệm pháp rung gan thì bệnh nhân sẽ rất là đau. Đấy. Rồi cái chẩn đoán thì có thể đối với là amip, các bạn nhớ nè, amip ở trong gan rồi, nó không còn ở trong ruột rồi đấy, thì các bạn soi phân nó không phải là xét nghiệm để chẩn đoán được, cái soi phân nó sẽ âm tính nên nó không tìm thấy cái amip này, nên các bạn phải làm cái xét nghiệm gì các bạn, đó là cái miễn dịch phát hiện cái kháng thể amip trong huyết thanh. Tức là amip này nó không có lưu hành ở trong máu nhưng mà nó ở trong cái gan, nó xâm nhập vào mô của chúng ta và hệ miễn dịch của chúng ta sẽ tạo ra cái kháng thể, theo cái miễn dịch đặc hiệu nó tạo ra cái kháng thể, thì cái kháng thể đó là riêng chuyên biệt cho cái amip này, và khi đó là chúng ta xét nghiệm thấy cái kháng thể này là gián tiếp phát hiện, là xác nhận là có amip ở trong cơ thể. Kèm với lại cái tình huống mà ở ngoài ruột thì chúng ta thực hiện các cái kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh cơ bản như là siêu âm thì chúng ta cũng sẽ phát hiện được là những cái tổn thương, những cái khối nghi ngờ là amip. Rồi những trường hợp mà khó nữa thì người ta có thể làm cái CT scan là chụp các lớp vi tính đấy, thì chúng ta sẽ phát hiện được cái tổn thương nghi ngờ là amip, cộng với lại cái kết quả xét nghiệm miễn dịch thì có kháng thể đối với amip ở trong huyết thanh của chúng ta, cộng với lại cái biểu hiện lâm sàng thì chúng ta sẽ chẩn đoán được là áp xe gan do amip. Rồi một cái điểm nữa là nếu như những các bạn cái khối áp xe đó mà lớn ấy, hoặc là những trường hợp mà không có rõ ràng ấy, thì người ta có thể người ta chọc một cái kim vào, người ta hút cái khối dịch ở trong cái ổ áp xe đó ra thì sẽ phát hiện được cái mảng mủ sô cô la và nó rất là hôi. Đây là cái biểu hiện của mủ amip gây ra. Rồi mà một số cái thể khác để cho các bạn biết thôi, tức là amip cái thể phổi màng phổi thì thường là nó biến chứng tiếp cận gần của cái áp lên cái màng phổi thì nó có thể thể mưng mủ, thể không mưng mủ. Rồi cái amip ở cơ quan khác như amip não, amip da đấy, để cho các bạn biết. Về mặt điều trị thì chẩn đoán amip thì điều trị thì có thuốc diệt ký sinh trùng, đây là điều trị đặc hiệu nhắm vào ký sinh trùng, cụ thể đây là amip entamoeba và histolytica. Và cái thứ hai là điều trị triệu chứng, ví dụ như đau bụng thì chúng ta giảm co thắt, hoặc là người ta stress rất là nhiều, người ta lo lắng mất ngủ thì người ta phải dùng cái thuốc an thần, đó là điều trị triệu chứng hỗ trợ. Còn điều trị diệt ký sinh trùng thì người ta sẽ có dùng cái thuốc diệt ký sinh trùng. Cái thuốc người ta sẽ xem, tức là cái nếu mà lị amip thì là amip ở trong đường ruột thì người ta dùng cái thuốc nó có khả năng tác động trực tiếp ở trong lòng đại tràng, tác động trực tiếp thì người ta dùng những cái thuốc này, ví dụ như metronidazole hay là chlorodokin. Thì các bạn để ý, các bạn đọc cho quen thôi chứ không phải thầy cũng không đánh đố các bạn, thầy sẽ không ra thi cho các bạn những cái tên khó đâu. Cùng lắm là ví dụ metronidazole thuốc gì thường để được điều trị amip, ví dụ thầy nêu ra là metronidazole và một số cái thuốc khác thì các bạn để ý thôi.
Rồi nếu mà cái amip đó nó vào ở trong gan, tức là nó cái cơ quan ngoài ruột gây ra áp xe gan phổi não, thì lúc đó người ta buộc phải dùng cái thuốc nó có khả năng khuếch tán ở trong cái mô, đến tận mô để tiêu diệt, chứ không phải là tác dụng trực tiếp chỉ trong lòng đại tràng. Nếu trong lòng đại tràng thì chúng ta cho thuốc uống được rồi. Còn đối với tác động ở trong cái mô đó thì đa phần người ta phải dùng cái thuốc tĩnh mạch, thuốc có tác dụng toàn thân và thuốc đó nó thấm vào được mô. Ví dụ như ngoài cái metronidazole thì người ta phải dùng cái tinidazole, nếu không có metronidazole người ta dùng tinidazole hoặc là cetidazole, chứ không thể dùng cái những cái thuốc emetin này. Các bạn để ý nha. Rồi về phòng ngừa thì sẽ có phòng ngừa bệnh tổng quát và phòng ngừa cá thể tổng quát, tức là những cái yếu tố chung, cái nguyên lý chung, tức là tầm soát cái người lành mang bầu nang. Ở về nguyên tắc an toàn vệ sinh thực phẩm đó, thì nếu mà làm đầy đủ quy trình đầy đủ đó thì người ta sẽ phải xét nghiệm những cái người lành mang bầu nang, xét nghiệm tầm soát đối với những cái người mà phục vụ ăn uống, ví dụ như chế biến thức ăn ở trong các căng tin, nhà ăn ở trong các trường hay là các công ty. Đấy thì người... đấy nếu mà phát hiện ra cái người đó người lành mang bầu nang đó thì buộc phải điều trị cho ổn rồi người ta mới cho phục vụ, cấp phép được phục vụ. Nhưng mà ở chỗ chúng ta, ở Việt Nam chúng ta thì cái việc hiện tại thì nó vẫn nhiều nơi vẫn chưa thực hiện được tốt. Đấy thì các bạn cũng phải hiểu, tức là trong cái tình huống nếu chúng ta thực hiện tốt thì tất cả những người phục vụ ăn uống đều phải được kiểm tra tầm soát. Đấy, tầm soát thì người ta xét nghiệm phân, người ta kiểm tra thôi, nếu có tình trạng thì người ta xử lý cho ổn rồi người ta mới cấp phép đó. Rồi vấn đề phân rác thì cần phải xử lý như thế nào thì các bạn biết rồi, và trách nhiệm của chúng ta thì phải truyền thông giáo dục sức khỏe về cái bệnh lý này và các biện pháp phòng tránh như chúng ta đã được học cho những người xung quanh trong gia đình, trong cộng đồng của chúng ta, để có cái ý thức bảo vệ sức khỏe cộng đồng tốt hơn, thì trong đó có sức khỏe của chúng ta. Cá thể của chúng ta thì chúng ta cần phải vệ sinh tốt, tay sạch rồi ăn chín uống sôi. Đấy, toàn bộ như vậy, trên đây là toàn bộ cái nội dung về cái bài Amip Entamoeba Histolytica. Thì thầy trao đổi với các bạn như vậy. Không biết các bạn có ý kiến trao đổi gì thì mời các bạn. Dạ thầy ơi cho em hỏi anh. Rồi mời em. Dạ ví dụ là amip ký sinh ở gan thì nó có thể lan sang các cơ quan khác không ạ? Có cái phần có lẽ là thành trình bày trong đó em không để ý kịp chỗ đấy, tức là amip ở gan nó có thể cái vùng lân cận của nó có thể xâm nhập lên cái vùng màng phổi và nó gây ra amip màng phổi em nhé. Đó là cái thường nhất và cái gần gũi nhất nó có thể gây lan sang nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Rồi mời các bạn khác. À, các bạn đói bụng rồi hay là có hẹn đi chơi? Em À, tên thế, gì? dạ em là Hoài Thương lớp IKA. Diệt amip đấy thì cái phổ hoạt động của nó có rộng không ạ? Khi mà mình dùng thuốc diệt amip thì nó có thể gây ra các cái tác dụng phụ khác đối với các cơ quan không ạ? Cảm ơn em câu hỏi của em. Thì em đề cập đến cái phổ tác dụng tức là người ta muốn nói đến cái loại kháng vi sinh vật, mà cụ thể ở đây là kháng amip. Thì ví dụ như là metronidazole thì nó có tác động đến, thứ nhất là nó tác động đến gọi là cái tác dụng chính đấy, tác dụng có lợi đó là nó có thể diệt được amip đấy. Và em biết là metronidazole cũng là một trong những cái thuốc nó có thể điều trị được cái vi khuẩn kỵ khí, nó có thể tác dụng đối với vi khuẩn kỵ khí. Tức là người ta, nếu em phân biệt là cái khái niệm là phổ tác dụng, phổ tác dụng thì đây là phổ tác dụng là nó cũng không phải là hẹp, tức là phổ tác dụng tương đối, nó tác động đến một số cái loại, nếu mà chúng ta điều trị khi mà cơ thể chúng ta vừa nhiễm amip mà vừa
nhiễm vi khuẩn. Ví dụ như ở đây cụ thể đây là vi khuẩn, những một số vi khuẩn gram dương, vi khuẩn kỵ khí, ví dụ như vi khuẩn uốn ván chẳng hạn, thì cái metronidazole này cũng có tác dụng, đó là người ta nói đến phổ vi khuẩn. Còn cái tác dụng phụ thì người ta nói đến cái tác dụng có hại, tác dụng không mong muốn. Thì đối với metronidazole thì cơ bản nó là cái thuốc về cái tác dụng không mong muốn của nó thì nó không nhiều. Nó thông thường nó gây ra kiểu những cái tác dụng như là buồn nôn, rồi cái những cái biểu hiện, một số trường hợp thì nó có biểu hiện là tiêu chảy, tức là cái tác dụng phụ của nó rất là ít và hiếm. Đấy, thì nó vẫn là cái thuốc mà nó còn trường hợp và dùng lâu dài, dùng cái liều cao thì nó có thể gây ra cái tăng men gan. Đó là một số cái tác dụng phụ của nó, nhưng mà cơ bản đây là một loại thuốc tương đối lành nếu mà nói về gọi là tác dụng không mong muốn em nhé. Vậy được chưa Hoài Thương? Dạ được rồi ạ. Dạ em cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, các bạn còn câu hỏi nào nữa không? Nếu không thì 2 phút nữa, 7 giờ 45 chúng ta sẽ kết thúc nhé. Hứa với các bạn 7 giờ 30 nhưng mà 19 giờ 30 nhưng mà do tình trạng nó trục trặc.